tay của ngoại rung lắm mọi người ơi. Ngoại năm nay 80 tuổi rồi. Hai chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình đang ở bến Ninh Kiều. Bên đây là công viên sông Hậu. Mình đi ngang đây thì mình có gặp một cái ông bà cụ cũng lớn tuổi rồi nha quý vị. Thì ông bà cụ bán bánh mì nè. Thì mình ghé vào đây ủng hộ với mình quay cho mọi người xem luôn nha. Bà làm cho con hai ổ bánh mì đi. Dạ làm luôn bây giờ luôn đi bà. Thì ở đây bà bán bánh mì lâu chưa bà? Mười mấy năm hả bà? Ở đây hôm nay con thấy ông, con chạy qua chạy lại nè, thì con gặp có cái ông nữa rồi. Ông đâu rồi bà? Nè quý vị, cái tay bà rung lắm quý vị ơi. Dạ. Là bà năm nay bao nhiêu tuổi bà? 80 hả? Dạ. Ngoại năm nay 80 tuổi rồi nha quý vị. Bán bánh mì này hồi nãy ngoại nói bao nhiêu năm ngoại? Mười mấy năm. Ngoại bán mì cũng được mười mấy năm. 6 năm rồi. Hồi đó cái công trình nó còn. Rung làm cũng khó lâu lắm. Dạ. Ngoại nhà gần đây không ngoại? Ở ngang sân vận động mà. Dạ, đi cũng gần đây ha. Rồi, bình thường ngoại bán ở đây khoảng mấy giờ ngoại mới về nhà? 10 giờ có khi tới 11 giờ nữa. Bữa nào mà ấy thì khỏe trong người á thì ngồi đó thì vậy đó bán cho nó hết không vậy đó. Mà có bữa không hết thôi. Không, không hết bánh mì hả bà? Mấy bữa rày á, mấy từ ông Coroman xuống tới giờ á ha, là bán được từ là bữa nào cũng bán được hết trơn 20 ổ. Thấy không? Còn thì khi mua thêm. Còn hồi lúc mà ổng chưa có cho gì hết trơn ngay cái tự nhiên không bán được. Bán có 5 7 ổ ngày, có khi 7 8 ổ. Chừng. Ủa chứ là ngoại một ngày ngoại bán từ sáng tới chiều có 20 ổ không ngoại? 20 ổ mà hết chứ. Như bún mà bữa nay ế bún. Bún xào không ngoại? Bún xào. Kè ông về kìa. Ủa ông chạy đi đâu ngoại? Ông chở khách đi ra chợ, chợ ra chỗ bán vé số. Dạ. Vậy là ông chạy ra không? Mọi người ơi, ngoại bán bánh mì, xe bánh mì ngoại nằm gần khách sạn Mường Thanh luôn mọi người ơi. Thì mọi người có đi ngang đây thì ghé ngang ủng hộ ngoại một hào bánh mì cho ngoại mang hết nha mọi người. Ngoại năm nay 80 tuổi rồi. Đó nè mọi người nhìn thấy tay ngoại rung rồi. Rung quá rung luôn. Chú chạy xe mà sao chú không mang khẩu trang vô mình dẹp trời. Đây là ban ngày có thể mang, còn thấy là không mang nhiều quá. Trời mang ơi. Một mang đi chú ơi, bây giờ bảo vệ cho mình hơn chứ. Dạ, để thôi biết rồi, nhưng mà mai mốt con xuống mở hàng cho bà gì hoài ha bà ngoại. Trời ơi có đứa mở hàng hả, bán từ sớm tới chiều 5-6 ổ. Dạ. Tay ngoại rung thì làm từ từ thôi, không gấp. Dạ, từ từ thôi đâu có gấp. Làm ra từ từ người ta giờ thấy già cả cũng không cảm ngoại. Ủng hộ ngoại. Tay rung quá mọi người ơi. Ngoại năm nay 80 rồi. Tuổi này là cái tuổi mà về hưu rồi đó, về hưu lâu rồi đó mà giờ cũng vẫn mưu sinh bằng nghề bán bánh mì. Mười mấy năm trời.
Ngoại bán bánh mì ở Cặp Vách. Cái này là cái khách sạn Mường Thanh phải không ngoại? Khách sạn Mường Thanh nha mọi người. Tay của ngoại rung lắm mọi người ơi. Ngoại năm nay 80 tuổi rồi. Nhưng mà ngạo đó mà bây giờ nó mua hộp thuốc nhất đó chú. Không có. Tôi nói thiệt á. Tất cả mọi thứ thuốc thì hồi lúc nó nghèo á, cô bà này cô nữa là sau này nó khá lớn nhớ làm nhớ em ruột của à trong gia đình bây giờ tôi có miễn bàn không mới còn gia đình không nhờ mà cô làm chưa bằng cô nói cô là đập thuộc dạng không biết vô nữa nói thì cô hiểu nhưng mà cũng tránh từ đó còn gia đình của tôi đã có rồi. Thì cũng chỉ cần là tôi nói như vậy, tôi ở đây dưới này là để dạ mẹ ở này để ớt luôn, để ớt luôn bà, để ớt thôi bà, để ớt miếng kia nha, không không ớt ớt kia kìa bà, ớt kia kìa, ớt xay á. Ở vậy chú đừng có nói là chú tưởng tượng là nó rồi là... sau này tôi cũng phương ở đó vô nè. Thêm những cái mục bên này Vĩnh Long mà nó tư vấn, nó hỏi bác sĩ, nó hỏi ý, nó hỏi tại sao bác sĩ mà ngồi không trả lời đó, không nói thì căn bệnh của mình nằm trong vùng mình khám định kỳ một bác sĩ phải cấp khi nào mình thấy uống không kết quả mình yêu cầu bộ thuốc mà mình bây giờ làm có được cái gì chứ. Ê, dữ lắm. Giờ giờ hai ông bà không có nhà sao mà đi muốn thợ thuê trọ? Dạ không có nhà thì mới mới nhà trọ chứ mới nhà mới làm gì. Không có nhà hả chú? Dạ không có thiệt. Hồi nào tới bây giờ luôn hay là sao? Không có. À, cách đây khoảng 5-6 năm. Dạ. Thì cũng nói chung á, không ai mà muốn mình như vậy hết. Dạ. Nhưng vì có nhiều trường hợp mình nói không được. Dạ. Nói thôi vậy đó, có ai muốn mà cô thấy bây giờ cái hộ khẩu mình khó mày làm mình bán rồi dạ, thấy đau quá hả chú? Dạ nó khó khăn cho mình đụng mọi phương tiện thế nào. Bây giờ ví dụ tôi bắt giấy chứng minh dân thành mà tôi muốn xin làm lại không biết được hay là không. Dạ. Mình phải gì tôi chưa đi hỏi. Bởi vì cái tuổi của chú với cô mà như vậy mà dạ. Muốn chọn gì thấy khổ hết biết dạ. Không? Bây giờ cái gì đó nó cũng trong quá trình thời gian mình nó quen dần đi. Dạ. Cô thấy mới đầu thì cũng buồn lắm. Nhưng sau lần rồi mình biết được là mình phải như vậy rồi thôi cũng quen. Lâu chưa chú mướn trọ lâu chưa? Lâu lắm rồi, 4 năm rồi. Trời đất. Khổ ghê. Giờ trọ vậy là mướn tháng nhiêu chú? Tùy theo chỗ cô. Dạ. Bộ chú về trọ hoài sao? Dạ. Bộ chú chuyển trọ đi hoài sao? Dạ, ví dụ có tiền đủ cái gì nữa. Tại vì mình không có tiền, không đủ thì nóng nó đủ. Khổ quá trời, khổ chứ sao nhiều khi
Cái đó con nghe hồi trước á, mướn thì cũng 1 triệu mấy mà chặt hẹp lắm. Giờ mướn cái chỗ này 2 triệu, còn cái bà đó tốt bụng cứ kiểu không nói vậy. Rồi ví dụ khi tôi xin tiền á, và mấy em nó gửi nó cho thì trả lần, còn cô nó men vừa rồi không mới xuống cho mới tiền rồi cộng lại trả cho ha. Dạ. Bà bác cũng dễ chữa. Như em của chú rồi cũng thấy là hoàn cảnh của hai ông dạ. bà gì thấy cũng tội đó. Dạ cũng... con nhớ đi, nó bây giờ nó còn chồng con. Dạ. Dạ. Giúp cho mình cũng phần nào thôi. Dạ.